Kính thưa đồng chí Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku. Kính thưa đồng chí Trần Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku. Kính thưa đồng chí Tô Thị Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Gia Lai. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku. Kính thưa các đồng chí cán bộ lãnh đạo Hội thành phố Pleiku qua các thời kỳ. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đại hội, trong không khí khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 69 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 2019. Hôm nay, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Pleiku long trọng tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội chúng ta xin dành những giây phút đầu tiên của buổi lễ khai mạc để thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, của dân tộc ta, nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã dục cùng Đảng ta sáng lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, rèn luyện các thế hệ thanh niên xung phong thành những lớp người ưu tú, phấn đấu quê mình vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong thời khắc thiêng liêng này, nhớ lời người dạy, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí lắc làm nên. Các thế hệ cựu thanh niên xung phong thành phố Pleiku nguyện ra sức học tập, lao động, rèn luyện và nêu gương sáng, tham gia xây dựng và phát triển thành phố Pleiku văn minh, giàu đẹp. Thay mặt đoàn chủ tịch và toàn thể đại hội, tôi xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo đã về dự chỉ đạo đại hội. Về phía tỉnh hội, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Tử Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai. Về phía lãnh đạo thành phố Pleiku, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku. Kính giới thiệu đồng chí Trần Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Xin trân trọng kính giới thiệu và chào mừng các đồng chí trong Thường trực Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Pleiku qua các nhiệm kỳ, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của thành ủy, các phòng ban của Ủy ban Nhân dân thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội và các hội đặc thù của thành phố, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường nơi có tổ chức Hội cựu thanh niên xung phong cơ sở, Thường trực tỉnh đoàn Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thuận Nguyên, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phúc, lãnh đạo Hội cựu thanh niên xung phong các huyện Đức Cơ, Chu Rông, Chu Bạc đã dành tình cảm sâu sắc quan tâm đến dự đại hội. Đại hội chào mừng các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh và thành phố đến dự và đưa tin đại hội. Đại hội vui mừng chào đón 114 đại biểu là những cán bộ hội viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của gần 500 cán bộ hội viên Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Pleiku. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa đại hội, nhìn lại chặng đường 5 năm qua, công tác hội và phong trào của cựu thanh niên xung phong toàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định vai trò, định hướng, dẫn dắt và tổ chức các phong trào hoạt động của Hội cựu thanh niên xung phong Pleiku. Công tác giáo dục, tuyên truyền của hội được tập trung chỉ đạo, đổi mới về nội dung, hình thức, đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động về mọi mặt cho hội viên. 4 phong trào lớn, cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội, cựu thanh niên xung phong theo nêu gương sáng làm theo lời Bác, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên xung phong được cụ thể hóa, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện các phong trào. Tất cả những kết quả đáng khích lệ này đã có được là nhờ sự cố gắng, nỗ lực, nhiệt tình của cán bộ hội các cấp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của các cấp ủy đảng, sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ tận tình của các ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là sự giúp đỡ vô điều kiện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp. Bên cạnh đó là sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của hội viên. Mỗi thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, dù nhỏ hay lớn, đều thấm đẫm tâm huyết và công sức của mỗi chúng ta, những cán bộ hội viên cựu thanh niên xung phong thành phố Pleiku.
Tuy nhiên, còn có những hạn chế tồn tại chúng ta rất băn khoăn, trăn trở. Phải làm gì để công tác tuyên truyền giáo dục cơ hội mang lại hiệu quả thiết thực? Phải làm gì để khẳng định tính đặc thù của hội cựu thanh niên xung phong? Phải thể hiện cho cựu thanh niên xung phong thấy rằng vào tổ chức hội sẽ tốt hơn là ở ngoài tổ chức. Phải tổ chức thế nào để các phong trào hoạt động cơ hội hiệu quả cao hơn và lan tỏa rộng, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Đã qua hai nhiệm kỳ, các cấp hội từ cơ sở đến thành phố chưa được công nhận là hội đặc có tính đặc thù. Phụ cấp chính phủ lãnh đạo hội chưa được cơ quan thẩm quyền giải quyết là bức xúc của cán bộ. Và tôi nhận thấy rằng còn trăn trở là còn tâm huyết, còn cống hiến. Từ trăn trở chúng ta tìm ra giải pháp, những trăn trở trên đây đã theo chúng ta trên mỗi bước đường công tác trong các hoạt động của nhiệm kỳ qua và sẽ được chúng ta chia sẻ, thảo luận, tìm giải quyết. Giải pháp khắc phục trong đại hội lần này. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, đại hội lần này được tổ chức nhằm đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được và những khuyết điểm hạn chế, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp công tác hội nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội chúng ta đã đề cao trọng trách xây dựng ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong thành phố có ba, có cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình đủ trình độ năng lực và uy tín tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của cựu thanh niên xung phong, biết kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Đại hội chúng ta còn có trách nhiệm bầu còn chọn những đại biểu tiêu biểu tham dự đại hội hội cựu thanh niên xung phong tỉnh lần thứ ba nhiệm kỳ 2019-2024, nghiên cứu đóng góp ý kiến và dự thảo văn kiện của đại hội các cấp. Kính thưa đại hội, đại hội đại biểu hội cựu thanh niên xung phong thành phố Pleiku lần thứ ba là đại hội đoàn kết kiên trung, nêu gương sáng vì nghĩa tình đồng đội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của thành phố Pleiku. Với tinh thần và niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu hội cựu thanh niên xung phong thành phố Pleiku lần thứ ba nhiệm kỳ 2019-2024. Kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Thưa đại hội, đầu tiên hội cựu thanh niên xung phong thành phố Pleiku khai mạc đại hội lần thứ ba nhiệm kỳ 2019-2024. Đoàn thanh niên xung phong quận Vinh thành phố tổ chức một đại hội và xin mời các em.
thay mặt đoàn chủ tịch và đại hội, bác chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu của các cháu đã dành thời gian đến chúc mừng đại hội và gửi đến đại hội những tâm tư nguyện vọng của thế hệ tương lai. Các bác chị hứa là ông bà cha mẹ mẫu mực góp phần cùng xã hội chăm lo cho thế hệ trẻ. Chúc các cháu vui khỏe, học tập và rèn luyện tốt để trở thành con ngoan đòi hỏi công dân gương mẫu, cháu ngoan bác Hồ. Nhân dịp đây xin đại hội xin tặng các cháu món quà để làm kỷ niệm. Trên đất đai an ninh chính trị trật tự xã hội còn những diễn biến phức
quan lãnh đạo của thành ủy, sự chỉ đạo có hỗ trợ của ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo của thường trực lãnh đạo trưởng thanh niên công an tỉnh, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của các cơ quan có liên quan, các đoàn thể của thành phố, sự quan tâm giúp đỡ của một số sở ngành, doanh nghiệp trong tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Các cấp hội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên và đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động của hội. Về kết quả đạt được, một là công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp hội quan tâm đẩy mạnh thông qua phối hợp với mặt trận, các đoàn thể, tổ chức học tập quán triệt phổ biến chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết của hội cấp trên, đặc biệt là tuyên truyền vận động trong toàn hội thực hiện cuộc vận động cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo lời Bác và tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên xung phong, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tròn nghĩa vụ công dân nơi cư trú, cảnh giác với những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục tuyên truyền được tổ chức các loại hình phong phú, đa dạng, thiết thực như phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao Tầng Lập và Tầng Đồng Lê Cư tổ chức hội thi tự hào 67 năm thanh niên xung phong Việt Nam và liên hoan văn nghệ những bài ca đi cùng năm tháng đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, để lại ấn tượng tốt cho hội viên, nâng thêm lòng tự hào về truyền thống thanh niên xung phong lao động sáng tạo và chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc và ngày nay tiếp tục xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc. Nhìn chung, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đã giúp cho hội viên nâng cao nhận thức, chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đạt kết quả nghị quyết của đại hội đề ra, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Hai là công tác xây dựng củng cố tổ chức hội. Công tác xây dựng củng cố tổ chức hội trong nhiệm kỳ đã có những chuyển biến tích cực, phát triển cả về số lượng và chất lượng theo tiêu chí của tổ chức hội đa cầu và tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc Việt Nam. Vai trò vị trí của hội được tăng lên trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, đã đạt được mục đích của hội là đoàn kết nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong sản xuất và cuộc sống, nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 74 hội viên mới, chết 14 đồng chí chỉ huy ngoài tỉnh và thành phố, 20 hội viên tiếp nhận chuyển đến 7 hội viên, xóa trên 36 hội viên. Tổng số hội viên hiện nay là 111 hội viên, trong đó 100 nam, 211 nữ, 2 nam. Thời kỳ chống Pháp 5 đồng chí, chống Mỹ 138 đồng chí, sau năm 75 là 268 đồng chí. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là 59, một liệt sĩ, 24 thương binh và 1127 cán bộ hiệu đi. Nhìn chung chất lượng hội viên được tăng lên, tích cực tham gia sinh hoạt thực hiện các phong trào do hội phát động, ngày càng tin tưởng và gắn bó với tổ chức hội. Ban chấp hành, ban thường vụ thường trực thành hội và ban chấp hành thường trực hội cơ sở đã được cũng bổ sung kiện toàn kịp thời, giữ đúng chế độ sinh hoạt, làm việc theo quy chế hoạt động và điều lệ của hội. Trong tổ chức hoạt động, các cấp hội đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức, bám sát chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và hội cấp trên, tranh thủ sự lãnh đạo của đảng, sự chỉ đạo của chính quyền và chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tạo điều kiện cho hội hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ sinh hoạt hội cơ sở đã phát huy tính chủ động, đúng hướng dẫn, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Việc kết nạp và quản lý hội viên có nền nếp và chặt chẽ hơn, tinh thần đoàn kết, sự gắn bó, tình cảm giữa hội viên với nhau, giữa hội viên với tổ chức hội bền vững và sâu sắc hơn. Nhiều hội cơ sở đã quan trọng việc xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức hội, tiêu biểu là các hội phường Yên Thế, Tây Sơn, Thắng Lợi, Yên Đỗ, Hoa Lư, Phù Đổng, Hội Phú và Thống Nhất. Chất lượng hoạt động của các hội cơ sở được nâng lên, có nhiều chuyển biến tích cực. Dù kinh phí của chính quyền hỗ trợ hoạt động hàng năm ít, kể từ ngày thành lập đến nay, chủ tịch hội với chủ tịch hội cơ sở chưa được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo chuyên trách theo quy định của thủ tướng, như với lòng nhiệt tình khắc phục khó khăn, cố gắng vươn lên để tổ chức hoạt động suốt thời gian qua với tinh thần trách nhiệm cao, đạt được nhiều kết quả đáng mừng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội khóa 2 của thành phố, được chính quyền tin tưởng và các đoàn thể chính trị xã hội khen ngợi. Ba lớn, ba nhỏ là về tham mưu giải quyết chế độ chính sách và
trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương giải quyết tồn đọng chế độ chính sách và quyền lợi của cựu thanh niên sung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và trong xây dựng đất nước bảo vệ tổ quốc, đáp ứng sự mong đợi và nguyện vọng chiến tranh của cựu thanh niên sung phong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần đông thanh niên sung phong trở về địa phương trực tiếp lao động sản xuất trong các ngành nông lâm ngư nghiệp, yếu tố công nghiệp, dịch vụ, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Phần lớn cựu thanh niên sung phong về địa phương với hai bàn tay trắng, sức lao động giảm sút, ốm đau, thương tật, nhiễm chất độc da cam. Một số nữ cựu thanh niên sung phong không xây dựng được gia đình, không thực hiện được chức năng làm mẹ, sống cô đơn, không nơi nương tựa, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhà cửa trộm cắp. Thấu hiểu những mất mát hy sinh của đồng bào, nhiệm kỳ qua mặc dù có nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng các cấp hội đã cố gắng phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương nơi thanh niên sung phong, nơi cư trú của đoàn và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cung cấp, lập hồ sơ số thanh niên sung phong hoàn thành nhiệm vụ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước. Trong nhiệm kỳ 2, với sự nỗ lực và dùng tâm huyết công sức của 148 cựu thanh niên sung phong đã được cơ quan thẩm quyền giải quyết chế độ ưu đãi của nhà nước. Tính đến ngày 30/12/2018, cựu thanh niên sung phong trên địa bàn thành phố đã được giải quyết chế độ chính sách nhà nước là 214 người, đạt 97,7% đối tượng. Vốn là hoạt động nghĩa tình đồng đội, đề dân đất nghĩa được tiếp tục đẩy mạnh với nhiều hình thức đem lại kết quả vật chất và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, đã góp phần giáo dục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, trở thành phong trào sâu rộng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của tổ chức hội là tình cảm và đời sống của một cán bộ hội viên. Hoạt động nghĩa tình đồng đội xuất phát từ tâm huyết của cán bộ hội viên, thấu hiểu và coi nỗi đau thiệt thòi khó khăn của đồng đội như của chính bản thân mình, gia đình mình, nên sự giúp đỡ chăm sóc rất chân tình với nhiều hình thức phong phú đa dạng và có nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nghĩa cử cao đẹp, từ kiếp lô gan tạo nghĩa tình gói quà ấm tình đồng đội, xuân ấm tình yêu thương, phong trào giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo, nâng cao đời sống, thực hiện đau thân kết duyên tỷ mừng có nhất. Cùng với việc vận động cán bộ hội viên xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, tổ chức hội các cấp đã tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ cho cựu thanh niên sung phong gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, tặng mỗi tiết kiệm quà nhân dịp lễ Tết. Đến nay, 13 hội cơ sở đều có quỹ nghĩa tình đồng đội. Số dư của 13 hội hiện nay là 275.900.000 đồng. Trong nhiệm kỳ được hỗ trợ của Quỹ an sinh xã hội của tỉnh, công đoàn ngành bộ, giao thông vận tải, quán cơm Mỹ Tân An của phường Tây Sơn, cựu thanh niên sung phong phạm tội tháng 10 Hải Lăng Tây Nguyên và hội viên ủng hộ xây dựng ba gia đình trang nhà tình nghĩa cho ba nữ cựu thanh niên sung phong trị giá 235.000 đồng. Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thành đoàn Pleiku và hội cựu thanh niên sung phong tỉnh, thành phố đã tặng 16 tổ tiết kiệm trị giá 23.000 đồng. Được sự giúp đỡ của báo Tiền Phong, Ủy ban nhân dân và đoàn thanh niên một số phường, công đoàn bộ giao thông vận tải, sở giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, bộ tư lệnh quân đoàn 3, thành đoàn Pleiku, hội cựu thanh niên sung phong tỉnh, hội cựu thanh niên sung phong thành phố đã ủng hộ, và sự ủng hộ của cán bộ hội viên của một số doanh nghiệp đã tặng 590 xuất quà cho cán bộ hội viên với tổng số tiền là 248 triệu. Đến đầu năm 2017, hội cựu thanh niên sung phong thành phố đã thành lập đội nhân sự phục vụ lễ tang viên cựu thanh niên sung phong từ Trần. Từ ngày thành lập đến nay, các phục vụ lễ tang của 7 cựu thanh niên sung phong từ Trần nghiêm trang, trang trọng, được gia đình hội viên phấn khởi và chính quyền địa phương hoan nghênh, đây là việc làm có ý nghĩa về chính trị và xã hội. Năm, cựu thanh niên sung phong thành phố đã vận động đông đảo cán bộ hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội tại địa phương, đẩy mạnh cuộc vận động cựu thanh niên sung phong nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào cựu thanh niên sung phong giúp nhau làm cây giỏi để thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội, đạt được những kết quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đông đảo cán bộ hội viên và tổ chức hội cơ sở đã hăng hái tham gia các phong trào của những việc làm tích cực như tiến hành kiểm tra, khảo sát, thống kê số gia đình cựu thanh niên sung phong nghèo, cận nghèo,
cần giúp đỡ số cựu thanh niên xung phong sản xuất kinh doanh thành đạt, nhân rộng mô hình cựu thanh niên xung phong làm tay giỏi, tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng những cựu thanh niên xung phong vượt khó làm kinh tế giỏi để thoát nghèo, sản xuất kinh doanh thành đạt, làm giàu chính đáng, tâm huyết nhiệt tình giúp đỡ đồng đội khó khăn như hội cựu thanh niên xung phong thừa thiên huế, chặt viên tây sơn thống nhất, hội cứu dân tổ trà vá hôm nay. Đến tháng 12 năm 2018 có 138 hộ cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, trong đó có 48 hộ giàu, 98 hộ khá, giải quyết việc làm hàng năm cho 400 lao động, nộp thuế cho nhà nước gần 1 tỷ đồng hàng năm, giúp 16 hộ cựu thanh niên xung phong thoát nghèo. Tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi, ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong thành phố đã biểu dương cho 20 hội viên và 2 tập thể có thành tích xuất sắc làm kinh tế giỏi. Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng 8 giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Và tổng kết phong trào của hội cựu thanh niên xung phong tỉnh giai đoạn 2011-2016, hội cựu thanh niên xung phong thành phố đã được ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và một cá nhân được ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen. Với ý chí tự lực tự chủ, không chịu đói nghèo, không trông chờ ỷ lại nhà nước, được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành, sự giúp đỡ chí tình của đồng đội, cựu thanh niên xung phong thành phố đã khắc phục khó khăn bằng sức lực và trí tuệ, đã phấn đấu không mệt mỏi trong sản xuất kinh doanh để tạo nên cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và thành phố, giúp đỡ cho cựu thanh niên xung phong thoát nghèo, cải thiện đời sống ngày càng một tốt hơn. Cuộc vận động cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được hội đề ra các chương trình hành động cụ thể, hình thức phong phú. Tất cả gia đình cựu thanh niên xung phong hàng năm đều đạt gia đình văn hóa. 362 xung phong đã tích cực tham gia công tác cảm chính quyền mặt trận và các hội đoàn thể của địa phương, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân ở khu biên cương thực hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng bảo vệ đảng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các cuộc vận động ngày vì người nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đô thị văn minh, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, chung tay xây dựng nông thôn mới, hội viên tham gia tích cực qua các phát qua thực hiện các phong trào thi đua, nhiều cán bộ hội viên đã được chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Sự ghi nhận và biểu dương đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của hội đối với sự nghiệp chung của thành phố, chung sức chung lòng xây dựng đảng và chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 6 đầu cựu thanh niên xung phong thành phố đã chủ động phối hợp với thành đoàn Pleiku ký kết chương trình hành động phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống thanh niên xung phong cho thế hệ trẻ với nhiều hoạt động phong phú có tính giáo dục sâu sắc, mang đậm tình nghĩa được đông đảo. Hội và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố đã tặng quà cho hoàn cảnh thanh niên, cựu thanh niên xung phong là thương binh, gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức họp mặt giao lưu kỷ niệm giữa đoàn viên thanh niên với cựu thanh niên xung phong biến nghĩa gia đình liệt sĩ. Thành đoàn và đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên thanh niên ủng hộ sửa chữa 50 nhà rột nát, tặng 114 xuất quà với tổng số tiền là 60.500.000 đồng cho cựu thanh niên xung phong nhân dịp lễ Tết. Hội cựu thanh niên xung phong thành đoàn và trung tâm văn hóa thể thao thành phố Pleiku đã tổ chức phối hợp tổ chức hai cuộc liên hoan văn nghệ, những bài ca đêm mùng năm tháng và chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Bên cạnh đó đã phối hợp với hội cựu chiến binh thành phố thực hiện quy chế lễ tang của cựu thanh niên chiến trong việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến cựu thanh niên xung phong và tham gia chương trình sông hơi giải độc, phối hợp với học viên tập thành phố về chương trình gia đình học tập dòng họ học tập suốt đời. 7. Công tác kiểm tra, đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp hội, tập trung vào việc kiểm tra xác